hai cái cuối cùng nó có thể dài hơn. With the kim plier, I với cái kìm kìm kim. Kim plier do this high, it's, you know, the width of the plier. Yeah. Cái độ cao mà độ cao của giò ngắn anh chị là nó theo cái bề dày của cái kèm kim. Cái kèm kim là cái kèm chuẩn để bẻ cái này là mình cứ kê cái kèm nhỏ vô là theo cái bề ngắn của nó. Dạ. Yeah. Thì nhắc đến cái độ cọt nó sáu. À, độ cọt hả? Giờ mình đã basic đã, còn cọt căn 6 là mình sẽ áp gì hết. The prescription of the molar width we use is the cot value is 0, right? The upper, the molar tip, the what is the torque value is the torque, the of the molar. The upper molar can be zero. 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 All of them zero. Tức là độ cọt của ống tip là zero hết. Yeah. Cho nên trong cái prescription đó nè, chỉ theo progressive hát rất là dễ nhớ là gì chị biết không? Là tất cả các răng sau là zero hết. Cọt tip rotation is zero hết. Nếu progressive hát còn original thì chỉ phải ta lại cái lồ lồ mô lờ, hồi mô lờ.